quý vị chiều ngày 13 tháng 5, huyện Tây Châu đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện, ngày 13 tháng 5 năm 1989, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Đến dự buổi họp mặt công dõi văn phòng, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Hùng, phó bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Đề Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Chiến, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông Võ Đức Trọng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Châu, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu Võ Hồng Sang khẳng định, nhìn lại 35 năm bằng sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết, sự năng động sáng tạo và tư duy đổi mới của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quân và dân Tân Châu đã làm thay đổi diện mạo xây dựng đi lên từ một vùng đất nghèo khó, từ một huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm kinh tế thấp. Đến nay, huyện Tân Châu đã có những bước phát triển mạnh trên tất cả các mặt. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Châu đã đạt được trong chặng đường 35 năm qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Châu tiếp tục đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chú trọng phát huy tinh thần tự lực tự cường để chủ động dương lên, lấy người dân làm trung tâm chủ thể và là động lực quan trọng trong quá trình phát triển của huyện, tăng cường và tạo chuyển biến trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy giá trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Nhân dịp này, huyện Tân Châu công bố ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1989-2020. Lãnh đạo huyện Tân Châu đã tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Năm và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Sửa.